miền quê Đông Bắc thân mến, chào tạm biệt quý vị khán giả trên kênh miền quê Đông Bắc nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một món ăn rất là độc lạ, bí đỏ nhồi nhân thịt nha các bạn nhé. Đấy, như trên màn hình các bạn có thể thấy nắp ra nóng hổi, rất là đặc biệt các bạn nhé. Bí đỏ sau khi chúng ta lấy về thì chúng ta chích cái phần lõi của nó đi và chúng ta sẽ băm nhân thịt như là các bạn nhồi các món nhân khác ấy, để nhồi chặt vào, sau đó ta khóa lại và hấp cho đến khi nó nhừ như này nhá, là ngon nha các bạn nhá. Món ăn đã hoàn thành. Đây các bạn có thể nhìn thấy nó rất là đặc biệt. Đây, ở đây còn có thêm một món dòng suối nữa các bạn nhá. Thế hôm nay thì anh em trong team lại bắt đầu lạnh giá quá nên làm vài chén để thưởng thức cái món này đây. Sao lại cắt như cắt miếng đậu? Làm gì ở đâu cả đàn kim tôi nói không? Nhẹ nhẹ thử lật ra đây. Thử lật ra một mảnh nhé thôi nhé. Nhân nó nằm bên trong. Hấp dẫn quá trời. Thơm. Bám gì vậy? Ăn cái cũng phải. Rồi đẹp. Ủa đâu ạ? Còng ếch, cái còng ếch to như này to quá sao cái đúa chứ. Ở đây là thưởng cho mình còng ếch thế bạn ơi. Vừa qua mình còn ăn những cái cá chưa thì ngon, đầu cá chưa ngon. Đấy, rồi, nó gấp vào cái tim lên xíu. Nhiều niềm vui cả nhà hãy nhớ mình có được mắt.